bị chó già cắn, bé trai 2 tuổi khởi phát bệnh dại, nguy cơ tử vong cao. Chuyên mục nóng trên mặt báo với câu chuyện, phụ huynh đừng quá căng thẳng khi con mình không vào được trường công. Ca chọi máu cơ tim cấp hy hữu được cứu sống. Nhà vô địch cờ vua Nigeria phá kỷ lục sau 58 giờ thi đấu. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Hoàng Trí và Diễm Loan. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, đa số phụ huynh đều muốn con mình thi đậu vào lớp 10 trường công, sau đó là tốt nghiệp và vào đại học, kiếm một tấm bằng cử nhân, kỹ sư để vào đời. Vậy thì nếu con em mình không vào được trường công thì sẽ như thế nào? Thì sẽ không sao hết, bởi còn nhiều lựa chọn khác cho con em của mình. Thưa quý vị, và câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó là những câu chuyện đáng quan tâm khác đã được chúng tôi cập nhật, chọn lọc, chuyển đến quý vị. Và như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua trong phần tin nóng. Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện nay đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng, mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường, đồng thời duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng. Bên cạnh đó, việc thanh tra để làm rõ các sai phạm, nếu có của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng cũng đang được quyết liệt triển khai, đặc biệt là ở hai địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra về các hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời giải cứu 36 nạn nhân trong đường dây này đưa về nước an toàn. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định nhóm đối tượng này đã thông qua mạng xã hội đăng tải tìm lao động sang làm việc tại Thái Lan với mức lương từ 18 triệu đến 30 triệu đồng một tháng. Khi có nạn nhân dính bẫy, tổ chức móc nối đưa người sang Lào để bán cho các đường dây hoạt động tội phạm lừa đảo quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào. Các nạn nhân bị đưa sang Lào bị nhóm buôn người khống chế cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến. Mỗi ngày các nạn nhân làm việc 20 giờ, có trường hợp không được trả lương, bị đánh đập, quản thúc không cho ra ngoài. Nếu nạn nhân không lao động theo yêu cầu sẽ bị giam giữ, ép gọi điện về Việt Nam để đòi tiền chuộc. Được biết, đường dây tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Lào nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo điều hành. Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phát hiện một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán bùa ngải. Theo đó, vào ngày 19 tháng 5, Công an thị xã Thái Hòa triển khai lực lượng khám xét tại thị xã Thái Hòa, Quỳ Hợp và thành phố Vinh, bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Kiên, Vi Thị Hường và Lê Đình Quý là nhân viên bưu cục tại thị xã Cửa Lò về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thu giữ một máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, các bùa ngải, vật dụng để làm bùa ngải. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều nền tảng mạng xã hội để rao bán các loại bùa ngải với giá gần 11 triệu đồng một bùa. Sau khi có người kết nối, đối tượng sẽ tiến hành làm bùa từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc và gửi cho bị hại. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an làm rõ 3 đối tượng trên, còn có một đối tượng khác cùng tham gia quá trình hoạt động phạm tội. Ngày 3 tháng 6, Lê Thị Lan đã về nước, đến Công an thị xã Thái Hòa đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua tài liệu điều tra, bước đầu xác định từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã thực hiện việc bán bùa ngải cho hàng ngàn người trên khắp cả nước, tổng số tiền thu lợi bất chính là 86 tỷ đồng. Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện này vừa tiếp nhận một bé trai 2 tuổi khởi phát bệnh dại, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện 1 tháng, cháu bé bị chó của gia đình nuôi, chưa tiêm phòng dại cắn vào vùng cổ và cằm. Sau khi bị cắn, trẻ được rửa vết thương bằng xà phòng nhưng không được tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại. Khoảng 8 ngày trước, khi vào viện, trẻ lên cơn sốt biểu hiện bất thường nên được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh điều trị với chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Tuy nhiên, tình trạng trẻ ngày càng nặng và chuyển biến nhanh nên đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 31 tháng 5. Tại đây, trẻ có biểu hiện sợ gió, xuất tiết đờm dãi, kích thích, vật vã, hoảng loạn.
Trẻ được làm các xét nghiệm nước bọt, dịch não tủy, sinh thiết da gáy, kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh dại. Các bác sĩ đã sử dụng thuốc vận mạch, điều trị theo đích tăng áp lực nội sọ và hỗ trợ hô hấp cho trẻ. Tuy nhiên, hiện tại trẻ vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Tiếp nối chương trình xin được chia sẻ góc nhìn đáng quan tâm của tác giả Lê Thành Phong về kỳ thi vào lớp 10 trường công lập. Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày sau đây. Kỳ thi vào lớp 10 trường công lập năm nay sẽ hạn chế đầu vào, sẽ có rất nhiều học sinh không có được chỗ ngồi trong trường công như mỗi năm. Đa số phụ huynh đều muốn con mình thi đỗ vào lớp 10 trường công, sau đó là tốt nghiệp và vào đại học, kiếm một tấm bằng cử nhân, kỹ sư để vào đời. Lâu nay, tấm bằng đại học như ám ảnh trong suy nghĩ của nhiều người, phải có nó mới là có học, mới là người thành đạt. Cho nên, cha mẹ rất buồn khi con mình thi rớt đại học hay có những lựa chọn khác ngoài cổng trường đại học. Có điều, thực tế đời sống đã khác, nhu cầu của thị trường hiện nay phá vỡ mọi quy tắc được định hình lâu nay. Có rất nhiều người cầm tấm bằng đại học nhưng thất nghiệp. Ngược lại, không ít người chỉ học nghề nhưng có việc làm ổn định, thu nhập cao, có người làm ông chủ thành đạt. Trở lại với kỳ thi vào lớp 10 năm nay, đối với những học sinh không vào được trường công thì có nhiều cánh cửa khác để lựa chọn. Các bậc phụ huynh nhìn xa trông rộng chắc chắn đã có sự chuẩn bị cho con mình. Người có điều kiện sẽ cho con du học, vào trường quốc tế, vào trường tư, không nhất thiết chỉ vào trường công và cho đó là nơi dạy con mình tốt nhất, chất lượng cao nhất. Còn một cánh cửa nữa là trường nghề. Cha mẹ có thể chọn cho con mình những trường nghề chất lượng cao, đào tạo ra công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề. Hiện nay, thị trường lao động thừa thầy thiếu thợ, người nào thực sự là thợ giỏi thì không lo gì việc làm. Công nhân kỹ thuật, thợ giỏi không chỉ có việc làm ổn định mà thu nhập cao. Vậy thì, cầm tấm bằng đại học mà lang thang tìm việc và cầm tấm bằng nghề lương cao bên nào giá trị hơn đã quá rõ. Cha ông nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh từ xưa, thế nhưng đến nay vẫn đúng. Học một cái nghề và làm thợ giỏi là thực tế, còn hơn chạy theo những giá trị ảo, bằng cấp không chất lượng, học ngành nghề thị trường không có nhu cầu, thì đó chỉ là vật trang trí hoặc liều thuốc an thần cho bản thân và gia đình mà thôi. Nhưng có một đòi hỏi từ phía người học, đó là trường nghề phải đạt chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực có thực chất. Song phẳng mà nói, trường nghề chất lượng cao còn quá ít, không đủ sức để tạo niềm tin và động lực giúp cho các bậc phụ huynh gửi gắm. Nếu các trường nghề nâng cao chất lượng, cung cấp cho thị trường thợ giỏi, liên kết đào tạo đại học cho những học viên có nhu cầu, thì sẽ là cánh cửa tốt cho học sinh lựa chọn. Thưa quý vị, Bệnh viện Bưu Điện vừa cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim do huyết khối gây tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái. Đây là trường hợp vô cùng hy hữu bởi người bệnh sẽ ngừng tim ngay, tỷ lệ cứu sống gần như bằng không. Bị những cơn đau thắt ngực cách đây 3 tháng, nhưng ông Nguyễn Văn Thanh chủ quan không đi khám. Chỉ khi những cơn đau xuất hiện liên tiếp, ông mới đi khám tại Bệnh viện Bưu Điện. Ngay lúc này, ông xuất hiện cơn đau dữ dội, tụt huyết áp, trụy mạch, tím tái, vã mồ hôi. Chỉ trong 10 phút, ông được đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, dùng thuốc vận mạch, tiên lượng xấu do huyết khối gây tắc hoàn toàn thần chung động mạch vành trái. Theo các bác sĩ, ca bệnh này rất hy hữu vì chỗ tắc động mạch vành trái nằm ở vị trí trọng yếu. Người bệnh vô cùng may mắn bởi vẫn còn chút huyết động, nhịp tim và quan trọng nhất là người bệnh lúc ấy đang có mặt tại bệnh viện được các bác sĩ can thiệp khẩn cấp kịp thời. Đó là một cái bệnh cảnh rất nặng. Đã nhồi máu cơ tim, sốc tim thì tỷ lệ tử vong tiên lượng ngay tại bệnh viện có thể lên tới 60-80%. Thế thì tới câu chuyện với một cái tinh thần là cấp cứu ngay. Ngay tại trong viện mà chúng tôi đã tiến hành cấp cứu tối đa nhất. Bệnh nhân này rất hữu và rất đặc biệt một việc, đó là bệnh nhân lại tắc ngay một cái cục huyết khối, lại tắc ngay đoạn thân chung của động mạch vành trái. Thế nhưng ngay sau bệnh nhân này, ngay tại trong viện và lúc đó thì bệnh nhân vẫn đang còn một chút huyết động và có nhịp tim, thì chúng tôi tiến hành cấp cứu và tái thông dòng chảy ngay. Trong vòng khoảng độ 20 phút thôi, bệnh nhân được tái thông dòng chảy và hút ra một cục huyết khối khá lớn. Nhưng mà hạnh phúc lắm. Nhưng nói chung là vợ con cũng ngồi ở ngoài kia cả, thì ai cũng đều bảo là ông là sống lại rồi. Chứ còn thực ra đúng là chết hôm qua hôm kia. Trung bình mỗi tháng tại đây cấp cứu và can thiệp cho hàng chục bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Đây là một bệnh phổ biến, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.
Bác sĩ khuyến cáo những người bệnh có yếu tố nguy cơ tăng cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu kèm theo các triệu chứng như đau thắt ngực, khó thở thì cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với thông tin tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Tạm gác lại thông tin về y tế, chương trình sẽ chuyển đến quý vị thông tin về những điểm đến du lịch hấp dẫn. Địa điểm đầu tiên sẽ là Quảng Ninh. Với quyết tâm của tỉnh cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đang từng bước đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến bốn mùa cho du khách. Tính mùa phụ là thách thức lớn nhất đối với du lịch Quảng Ninh, nhưng cũng là lợi thế nếu khai thác tốt sự riêng biệt đặc trưng của mỗi mùa, sẽ đẩy mạnh ưu thế và khắc phục mùa vụ. Thay vì tìm cách kéo dài thời gian lưu trú của du khách, Quảng Ninh đã tạo ra những trải nghiệm riêng của mỗi mùa, nâng tần suất du lịch của mỗi du khách bằng cách tạo ra các liên kết hàng không lữ hành lưu trú. Với cái mạng đường bay quốc tế rộng khắp thì chúng tôi sẽ kết nối tạo ra một cái hệ du lịch là đa điểm đối với khách quốc tế. Tức là khi khách quốc tế đến Hà Nội, chúng tôi có thể kết hợp đưa đến Quảng Ninh, khách quốc tế đến Đà Nẵng đi tiếp Quảng Ninh, khách quốc tế đến Hồ Chí Minh đi tiếp Quảng Ninh, tạo được một cái hệ sinh thái toàn diện. Quảng Ninh đang bước vào mùa du lịch cao điểm nội địa mùa hè, mùa cao điểm khách quốc tế thường từ tháng 10. Tận dụng thế mạnh về tài nguyên, sáng tạo đổi mới các sản phẩm ngay trong đại dịch, thị trường du lịch của Quảng Ninh đang từng bước mở ra góc nhìn mới cho du khách cả nội địa và quốc tế khi đến với vùng đất di sản. Tỉnh ban hành những cái chương trình, những kế hoạch rất cụ thể để mà chúng ta tổ chức những cái việc liên quan đến cái chúng ta có thể mở lại. Bắt đầu từ những việc liên quan đến cái truyền thông quảng bá, rồi liên quan việc xúc tiến du lịch, rồi liên quan việc mà xây dựng các cái sản phẩm mới, rồi liên quan việc mà chúng ta rà soát lao động để chúng ta củng cố lại cái chất lượng lao động thời gian vừa qua. Sau mở cửa du lịch, Quảng Ninh tập trung làm mới sản phẩm, truyền thông mạnh mẽ đối với các sản phẩm truyền thống như du thuyền, cùng với đó tập trung vào nghỉ dưỡng cao cấp, những sản phẩm có tính trải nghiệm như du lịch miền núi, biên giới để hút khách quanh năm, không để bị ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức tạo hình bản đồ Việt Nam từ khoảng 5.000 chậu hoa sen. Đây được xem là bản đồ Việt Nam tạo hình từ những chậu hoa sen có kích thước lớn nhất từ trước đến nay. Công trình bản đồ từ những chậu hoa sen này được thực hiện trên mặt hồ Khổng Tử thuộc công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh với chiều dài hơn 30 mét, thể hiện đầy đủ các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn trên cả nước. Để mô hình bản đồ từ hoa sen luôn tươi xanh, các công nhân thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa cho những chậu hoa sen. Công trình bản đồ từ những chậu hoa sen góp phần tạo điểm nhấn cho công viên Văn Miếu, thu hút nhiều người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cao Lãnh nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung qua những chậu hoa sen hồng. Một công trình quả thật khiến ai cũng phải trầm trồ về sự công phu và vẻ đẹp của nó. Về Đồng Tháp mùa này, du khách chắc chắn sẽ có những trải nghiệm thú vị, cùng hòa mình vào không gian của sen, thấu cảm những giá trị, sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của sen trong tâm thức cũng như trong đời sống. Tất cả cùng hòa quyện làm thỏa lòng du khách muốn khám phá nét đẹp của đất và người nơi đây. Điểm đến tiếp theo là Sơn La. Nổi tiếng với vẻ đẹp vùng cao đặc trưng và gần gũi với thiên nhiên, Sơn La luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm khám phá thú vị. Trong đó, đỉnh Pha Luông được yêu thích và thu hút được nhiều khách du lịch bởi sở hữu độ cao ấn tượng, nhìn bao trọn vùng đất Tây Bắc. Sở hữu độ cao ấn tượng so với mực nước biển là 2.000 mét. Đỉnh núi Pha Luông nằm ở khu vực biên giới Việt-Lào và nhận được sự yêu thích của nhiều khách du lịch đến tham quan trong những năm gần đây. Khi đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác chinh phục đỉnh núi với độ cao ấn tượng, đặc biệt là cảm giác được ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc từ trên cao, vừa hùng vĩ vừa hoang sơ mà hiếm nơi nào có được. Ngoài ra, du khách còn có thể tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ của vùng cao miền Bắc và thư giãn sau những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống tại đây. Đối với những bạn trẻ thì đây là điểm check-in lý tưởng và săn mây vào buổi sáng sớm. Mang đặc trưng khí hậu của miền Bắc với bốn mùa thay đổi rõ rệt, du khách có thể đến đỉnh Pha Luông bất kỳ thời gian nào trong năm, bởi nơi đây vào mỗi thời điểm sẽ mang vẻ đẹp riêng biệt và ấn tượng riêng cho khách du lịch.
Trải nghiệm chinh phục đỉnh núi Pha Luông, ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, tận hưởng bầu không khí mát lạnh của khu vực phía Bắc. Tất cả tạo nên cho du khách những kỷ niệm đáng nhớ và rất khác biệt so với nhiều điểm du lịch khác hiện nay. Quả đúng là như vậy ạ. Vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin tiếp theo của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, Suối Mỡ Bắc Giang là một thắng cảnh nổi tiếng, điểm du lịch sinh thái và tâm linh lý tưởng ở miền Bắc, thu hút nhiều du khách tham quan, du ngoạn và check-in. Sở hữu một không gian thiên nhiên tuyệt đẹp với núi rừng và thung lũng, dòng suối trong veo huyền bí này sẽ đưa du khách đến với những trải nghiệm kỳ thú từ thiên nhiên. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhé! Khu du lịch Suối Mỡ là điểm đến quen thuộc của khách du lịch Bắc Giang với đủ loại hình tham quan nghỉ dưỡng, cắm trại, chèo thuyền, câu cá, săn bắn, lý thú. Điểm đến này thuộc địa phận của xã Nghĩa Phương và chỉ cách thành phố Bắc Giang khoảng 30 km về phía đông, cách thủ đô Hà Nội 80 km. Cái tên Suối Mỡ vốn được đặt theo một con suối với nhiều thác nước lớn nhỏ cùng những bồn tắm kỳ thú từ thiên nhiên. Khung cảnh ở khu du lịch mang một nét huyền ảo với những con suối tung bọt nước lên các phiến đá. Thác Suối Mỡ chảy quanh thung lũng núi Huyền Đinh, Yên Tử, ngày đêm cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa đẹp mắt. Điểm hấp dẫn nhất ở đây chính là năm bậc thác mẹ con len lỏi qua kẽ đá chảy từ đền thượng đến đền trung và cuối cùng là đền hạ. Ngoài mang giá trị du lịch, lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, thì khu du lịch sinh thái Suối Mỡ còn gắn liền với ba đền thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Nét ấn tượng sâu đậm nhất của khu du lịch Suối Mỡ trong lòng du khách chính là dòng thác chảy dài quanh núi Huyền Đinh, Yên Tử. Cảnh quan quanh thác là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau tạo nên các tầng róc rách liên tục quanh năm với những lớp bọt nước trắng xóa. Xung quanh suối còn có những khu rừng nguyên sinh xanh mướt cùng hồ nước mênh mông và núi non trùng điệp mang một nét thanh bình. Du khách ghé thăm nơi đây có thể tận hưởng không gian của núi đồi, bầu không khí mát mẻ và cấp bình trong làn nước. Dưới tán cây tùng, cây bách, cây thông, bạn sẽ được ngã lưng và lắng nghe âm thanh của núi rừng. Phần tin thế giới gây chú ý, thưa quý vị, trong hình là Tunde Onakoya, nhà vô địch cờ vua người Nigeria. Mới đây, anh đã phá kỷ lục là người chơi cờ vua trong thời gian dài nhất sau khi chơi không ngừng nghỉ suốt 58 giờ. Tunde Onakoya đã chơi cờ ở quảng trường thời đại New York, Mỹ và đạt được thời gian chơi cờ lâu nhất là 58 giờ. Tunde Onakoya cho biết là anh hy vọng sẽ quyên góp được 1 triệu đô la Mỹ cho giáo dục trẻ em trên khắp châu Phi với nỗ lực lập kỷ lục thế giới. Anh thi đấu với San Martini, một nhà vô địch cờ vua Hoa Kỳ, tuân theo nguyên tắc của kỷ lục Guinness Thế giới rằng mọi nỗ lực phá kỷ lục phải được thực hiện bởi hai kỳ thủ chơi liên tục trong suốt thời gian. Hiện Guinness vẫn chưa bình luận công khai về thành tích của Tunde Onakoya bởi đôi khi tổ chức này phải mất vài tuần để xác nhận một kỷ lục mới. Được thành lập vào năm 1999, Youth America Brancris là tổ chức toàn cầu quy tụ số lượng vũ công lớn nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố New York của Mỹ. Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, tổ chức này vừa tập hợp 353 vũ công ba lê để phá kỷ lục thế giới. Mới đây, 353 nữ diễn viên ba lê trên khắp nước Mỹ và đến từ các nước khác đã tập trung về khách sạn Plaza nổi tiếng ở thành phố New York để phá kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng vũ công tạo dáng đứng trên mũi giày cùng lúc đông nhất trong một phút. Họ mặc trang phục ba lê, mang giày múa và tạo dáng rất chuyên nghiệp. Với thành tích này, họ đã vượt qua kỷ lục thế giới do chính tổ chức Young America Grand Prix lập hồi năm 2019 với 306 nữ diễn viên múa ba lê. Đến nay, Young America Grand Prix vẫn là tổ chức hàng đầu cung cấp các tài năng khiêu vũ trẻ cho các trường đào tạo và công ty khiêu vũ trên toàn cầu. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, người phụ nữ tử vong khi đi nâng bụi do bị sốc phản vệ. Chuyên mục Chuyện Kể Mới, lưu giữ nét văn hóa Nam Bộ qua kề đang xề tre. Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng lo ngại tại Ninh Thuận. Thưa quý vị, hàng chục hộ dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải của tỉnh này đang phải sống trong cảnh lo sợ bởi tình trạng sóng biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà, công trình xây dựng bị đổ sập khiến cho người dân phải sơ tán. Sự việc được phản ánh qua phóng sự ghi nhận tại địa phương.
Đây là trang trại cấp 4 của gia đình bà Hòa bị những đợt sóng dữ đánh sập tan hoang. Từng khối bê tông nằm ngổn ngang, các cột khi già bị đứt phần móng treo lơ lửng khiến mái nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thành thì sập về này, nhà thì nè, đó nhà bể, bể lung tung vậy, giờ cũng không dám mở cửa ra, cũng không dám ở luôn. Đi ở nhờ không, chứ bây giờ nhà cửa sập vậy thì đi buôn đi bán cũng không có yên tâm một chút nào. Từ năm ngoái đến nay, sóng biển xâm thực nuốt trôi cả phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh của gia đình ông Đông. Hiện giờ chỉ còn một phòng nhỏ vừa là nơi nấu ăn, vừa là chỗ ngủ cho cả gia đình. Những ngày này, sóng lớn lại dồn dập đánh lên nhà, khiến gia đình ông Đông phải di chuyển vợ con đến nhà người thân tránh trú. Sóng đi, nó đánh mới có đầu mùa, mới có đầu mùa mà nó ghê gớm như vậy là tháng 9, tháng 10, tháng 11, mùa mưa bão. Nó sẽ tàn phá hơn cấp mấy lần này nữa. Sợ không còn nhà cửa để mà an cư thôi. Bởi vậy, lo lắng lắm. Dân ở đây một sự lo âu. Khu phố Đinh Chữ Bột hiện có 650 hộ với hơn 1.200 khẩu. Dọc bờ biển hiện nay có khoảng 40 hộ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sóng biển xâm thực. Trong đó có hơn 10 hộ bị ảnh hưởng rất nặng. Sóng đánh sập nhà, công trình, người dân phải di dời đến nơi an toàn. Trước tình hình cấp bách trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng tuyến kè biển khu phố Đinh Chữ Bột với chiều dài 593m, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư dự án. Tuyến kè sau khi hoàn thành sẽ góp phần ngăn sóng biển xâm thực, bảo vệ nhà cửa, tính mạng, tài sản của người dân. Thưa quý vị, phẫu thuật thẩm mỹ hay đi làm đẹp là nhu cầu chính đáng giúp cho bản thân mỗi người cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc giao phó cả một khuôn mặt mình cho một cơ sở thẩm mỹ được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội đã khiến cho người phụ nữ đối diện với cửa tử. Công an quận Nhất đang phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ làm rõ nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ tử vong khi đi thẩm mỹ tại một thẩm mỹ viện trên đường Pasteur để sửa mũi. Nạn nhân là chị TH, sinh năm 1991, quê Tây Ninh. Theo anh ML, sinh năm 1989, ngụ Tây Ninh, chồng của chị H, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, chị H cùng con gái từ Tây Ninh lên Thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật sửa mũi tại cơ sở thẩm mỹ ở quận Nhất. Đến 11 giờ cùng ngày, chị H được đưa lên phòng gây mê phẫu thuật. Đến khoảng 14 giờ 15 phút, chị H có dấu hiệu mệt nên được các nhân viên ở đây cho gặp con gái. Sau đó, xe cấp cứu đưa chị H vào bệnh viện 115 để cấp cứu. Chị H được cấp cứu lọc máu, nhưng đến khoảng 22 giờ 15 phút, gia đình được thông báo là chị đã tử vong. Thưa quý vị, người phụ nữ tử vong sau khi đến thẩm mỹ viện để nâng mũi trên địa bàn quận 1 được phía bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong ban đầu là do sốc phản vệ. Vâng. Chỉ vì tin tưởng mù quáng với những lời quảng cáo và tư vấn đầy hấp dẫn khiến cho người phụ nữ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Sau sự việc nói trên, người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo cơ sở thẩm mỹ làm đẹp được đăng tràn lan với ngôn từ đầy hấp dẫn trên mạng xã hội để tránh những sự việc nguy hiểm đến tính mạng xảy ra. Sáng ngày 7 tháng 6, tại tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, người dân phát hiện một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 81H01738 dừng đổ lâu bên đường, không di chuyển nên đã trình báo với lực lượng công an xã. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cabin xe tải có một người đàn ông, độ tuổi từ khoảng 45 tới 50 tuổi, chưa rõ danh tính, đã tử vong. Hiện công an huyện Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Bình điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn phường Tân Hiệp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 35 phút ngày 7 tháng 6, tàu hỏa mang số hiệu H15 đang di chuyển theo hướng Bắc Nam. Khi đến km 1692+500 thì bất ngờ tông trúng một người đàn ông đang đi bộ dọc đường sắt. Cú va chạm khiến nạn nhân văng vào lề trái tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tổ lái tàu đã dừng phương tiện và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý hiện trường. Đến khoảng 9 giờ sáng, đoàn tàu tiếp tục hành trình. Nạn nhân được xác định là ông VTG, 67 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Đây là hiện trường người dân đã giúp tài xế dọn hàng tấn cam sau tai nạn lật xe tải. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vào thời điểm nêu trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 19F00644 chở đầy cam chạy theo hướng Nam Bắc thì gặp xe máy đi từ đường ngang sang đường. Tài xế đã cố gắng đánh lái làm xe tải lật ngang bên đường, người đi xe máy bị tử vong. Vụ tai nạn làm hàng hóa phung vãi bên quốc lộ 1A, người dân địa phương đã giúp tài xế và nhà xe thu dọn lại số cam đã đổ xuống đường đưa lên xe tải khác để tiếp tục hành trình. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát giao thông công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, tránh ách tắc giao thông và điều tra vụ tai nạn. Sáng ngày 8 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, tại quán cà phê ở số 23 Hàng Vải đã xảy ra vụ cháy vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày. Vào thời điểm trên, quán cà phê cao 2 tầng bất ngờ bị bốc cháy, lửa kèm với khói bốc cao ngùn ngùn khiến cho nhiều người hoảng loạn. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Sau 30 phút chữa cháy, cảnh sát đã dập tắt được vụ hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo cảnh sát, căn nhà xảy ra cháy là ngôi nhà kinh doanh cà phê và tre trúc, diện tích khoảng 20m². Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Thưa quý vị, xề tre là vật dụng quen thuộc được sử dụng trong gia đình của người dân miền sông nước, được làm nên từ bàn tay khéo léo của những người thợ đan lát. Ở miền Tây, đây là một trong những nghề cha truyền còn nối. Nghề này không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đến bây giờ thì bà con ở khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ vẫn còn gìn giữ nghề này với mong muốn giữ hồn nét Nam Bộ đến tận ngày nay. Đây cũng là câu chuyện ý nghĩa mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay chia sẻ với quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Công việc đan xề tại khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã gắn bó với người dân nơi đây từ rất lâu. Được truyền từ đời này sang đời khác, chị Nguyễn Thị Thanh Hân là đời thứ ba nối tiếp nghề truyền thống của gia đình. Từ nhỏ, chị đã quen thuộc với công việc này. Lúc 8 đến 9 tuổi, chị đã thực hiện những công việc đơn giản như phơi nan hay nước xề cùng ba mẹ. Qua mấy chục năm gắn bó với nghề, hiện nay hầu như công đoạn nào chị cũng thành thục. Công đoạn làm đủ hết á. Cắt chút rồi ga nan rồi vót nan rồi đương rồi đát rồi chạy tiếng rồi luôn. Chỉ có cái cung vành lặn như mấy chú đó là làm không nổi à. Tại vì nó làm bằng cái tre đó rồi nặng quá rồi mình làm không nổi. Để đan được chiếc xề đẹp, chắc chắn đòi hỏi người đan phải có sự tỉ mỉ, khéo léo và kinh nghiệm. Cái nan tre, nan trúc cần được đan chặt chẽ, chắc chắn nhưng không được quá cứng để sản phẩm có độ đàn hồi tốt. Bằng nó đẹp, nó bền thì cái cây gì mình cũng lựa cây nó tốt, nó già. Mình bằng nó xài lâu nó bền được, đó là cái chuyện đó mình phải làm vậy. Thì nhiều người ta đựng chứa đồ người ta bán ngoài chợ đó, rau cải cái gì. Ngoài nhà thì nhiều khi người ta cũng có vài cái giữa chén đồ người ta đựng. Cũng nhờ xe này không có phụ bạc cái gì mình bằng được, mình sống mình không có phụ bạc nữa. Tuy nhiên cũng một số hộ là cũng vấn đề là bỏ nghề, nhưng còn một số hộ thì cũng tiếp tục vấn đề duy trì, đó là làm cái nghề đan lát. Là tạo điều kiện cho cái cuộc sống ta là vấn đề nuôi là gia đình ta là vấn đề là coi như được là ổn định trong cuộc sống. Từ những nguyên liệu tự nhiên qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, không chỉ cho ra những sản phẩm hữu ích sử dụng trong cuộc sống hàng ngày mà còn góp phần mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Hiện nay, những chiếc xề tre được bày bán khắp nơi từ các chợ quê cho đến vùng thành thị cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Nghề đan lát ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã và đang góp phần gìn giữ làng nghề truyền thống. Những sản phẩm gần gũi, bình dị từ tre, trúc đã tạo nên thương hiệu cho một làng nghề truyền thống nơi đây. Tin rằng làng nghề này sẽ được gìn giữ và tiếp tục lưu truyền cho thế hệ mai sau. Thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Diễm Loan và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Diễm Loan xin kính chào và hẹn gặp lại.